Dạ mô Phật, thưa sư con chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tác ý và hành. Mong sư giải đáp giúp con để con hiểu sâu thêm giáo pháp. Đức Thế Tôn có câu này: các tỷ kheo, ta nói tác ý chính là nghiệp. Thì ở đây á, tác ý chính là nghiệp đó, chứ còn nghiệp đây là hành ấy. Hành tức là nghiệp. Cái sankhara đó, trong trường hợp này nó bằng với kamma nha. Trong cái từ là, trong cái câu là Avijjā Paccayā Sankhara đó, thì cái sankhara đó bằng với kamma. Còn nếu mà quý vị muốn chia ra nữa, thì cái khi mà nó cái sankhara mà bằng với kamma đó, thì cái kamma đó nó có ba cái là mano kamma, rồi kaya kamma và vacī kamma, tức là ý hành, thân hành và khẩu hành, tức là ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Còn khi mà tác ý á, là mình chỉ nói tới cái giai đoạn còn ở ý nghiệp thôi. Tuy nhiên cái tác ý đó nó đi chung với thân hành và khẩu hành luôn. Nó giống như khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta phải nói có mục đích chứ, đúng không? Chúng ta nói để làm cái gì? Chứ còn mình nói mà mình không biết mình nói để làm cái gì, người ta gọi là mình bị khùng. Hoặc là mình làm thì cũng phải biết là mình làm để làm cái gì. Đó. Cho nên là cái này là nó như nhau ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.